Anh đi ngang qua đây. Anh đi ngang qua đây thấy em đang thấy em như con điên đó. Bà mẹ ta đi ngang qua ta thấy mày giống con điên. Ta thấy mày giống con điên nên ta vô đây ta ngồi ta tính nói chuyện này xem còn tần số để ta lấy đưa mày về lại cái hiện tại. Mày ngồi đây dùng ta đi. Mười lần như một mày cứ cười như hoài. Mày nhập vai bây giờ ta nhập vai. Nào, nào bây giờ cần cần mày nhập nghiêm túc đi. Mọi người đang chửi mày cả. Không thèm nghiêm túc. Từ từ đứng ngoài đó. Được rồi. Bây giờ mày quay sang cho các này. Mặt đi, nhào à. Rồi nè. À, anh chào em. Em có phải là bé dâu trong truyền thuyết không? Dạ đúng rồi anh. À, tại vì anh thấy em uống cái ly nước ép dâu á. Dạ anh. Anh xin tự giới thiệu. Dạ. Anh là anh Hạt Rẻ. Dạ. Anh Hạt Rẻ rất vui khi ngày hôm nay được gặp bé dâu ngoài đời. Dạ. Mặc dù nhìn trong mặt thì bé dâu rất xinh. Ngoài đời thì nhìn không thể tả nổi. Anh không có từ gì để miêu tả. Trời. Anh không có từ gì để miêu tả về cái nhan sắc của em bây giờ. Anh cảm thấy nhan sắc của em không thua gì Thị Nở. Em có biết nhân vật đó không? Dạ biết anh. Nhân vật đấy là một nhân vật rất đẹp trong văn học Việt Nam. Vâng. Và không có thể dùng cái từ gì để miêu tả về nhan sắc của cô gái ấy. À, không sao, em cứ bộc lộ cái tính cách bản thân em mong muốn đi. Anh biết nhìn qua cái hàng mũi của em, anh biết rằng em là một cô gái ở rất dơ, à quên, rất sạch. À, nhưng mà... khi mà nhìn em móc những cục nước mũi ra, anh mới tự hỏi rằng không hiểu lý do gì mà động lực ngày hôm nay em lại đến tìm em. Nhìn em thật kinh khủng, nó còn hơn cả Thị Nở trong văn học nữa. Em bà mẹ cái con điên này. Mày nhập vai chúng ta không nào? Nó kinh khủng quá. Thôi bây giờ lần cuối cùng này, bây giờ tôi đã thực hiện đúng.